À, xin chào bà con, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bà con về kỹ thuật mà san tiêu á, từ cái trụ sóng á, mà cái trụ sóng nó bị xì mủ nó chết á, đối với cây muồn á, là san qua cái trụ bê tông. Thì như hôm trước mình đã nói với bà con là cái kỹ thuật về con ố, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bà con thứ nhất về cái khâu đó là gỡ dây. Khi bà con gỡ dây á, nên gỡ từ từ thôi, có xem những cái mắt bám của cái cây tiêu á, chúng ta gỡ từ để tránh cái hiện tượng mà chúng ta gỡ nhanh gỡ mạnh quá đó. Nó sẽ làm cho dập thân tiêu, dập hết những cái mắt tiêu non á, và đôi lúc sẽ làm gãy những cái mầm tiêu đó. Khi mà tiến hành gỡ, chúng ta gỡ từ từ và gỡ từ trên gỡ xuống. Chúng ta gỡ vì coi cái khoảng cách mà cái đầu tiêu nó chết á, nếu mà không cần thiết mấy á, thì từ gốc trở lên á, thì chúng ta tiến hành tầm khoảng gần nửa mét á, thì lúc đó cái trụ sóng, tùy vào cái trụ sóng của bà con, nếu mà cái trụ sóng của bà con á mà nó chết nhiều quá, nó chết từ gốc lên luôn á, thì chúng ta có thể bỏ nguyên một cái cây luôn. Còn nếu mà nó chết nửa thì chúng ta tiến hành từ nửa thôi, thì không cần thiết chúng ta phải sang hết cả cây, chúng ta sang nửa gốc qua vẫn được, để cho những cái ngọn này bắt đầu nó bò và nó bám qua bên cái thân bê tông này. Và việc khi mà cái việc thứ hai đó là việc chúng ta tháo những cái mắt ghép của cái thân cây tiêu, chúng ta tháo nó đều nhẹ nhàng, không nên vội vàng. Nếu chúng ta tháo vội vàng, vô tình sẽ làm gãy những cái mắt chủ đốt của tiêu. Vì tiêu này nó ở giai đoạn đang bắt đầu phát triển, nên những cái đọt non phát triển rất là nhẹ nhàng và bắn đọt rất là nhanh. Khi mà sang á, thì bắt đầu bà con tiến hành cột. Cột thì việc đầu tiên chúng ta là cột sơ, cột để giữ thôi. Rồi sau đó chúng ta sửa soạn lại những cái cành cho nó đều, không lô rít với nhau, không phải cột chặt. Và khi mà cột qua trụ bê tông á, thì lưu ý là bà con không nên cột chặt quá nha. Cột vừa vừa thôi, nếu cột chặt quá vô tình nó riết làm cho cái thân cây nó làm có cái thẹo trên cái thân của cái tiêu á. Còn thứ hai là cột chặt quá thì vô tình sau này cái tiêu nó sẽ vươn lớn lên á, những cái mắt của cái tiêu sẽ không phát triển được ngay đó, vô tình là nó nóng, trụ bê tông thì nó nóng nữa, thì làm cho cái thân tiêu của nó bị dập luôn đi, nó sẽ là cháy từ cái mắt cột. Chúng ta cột quá chặt á, chúng ta cột vừa thôi, không nên quá chặt, cột vừa cho thân tiêu đó. Thì với clip này bà con vui lòng đăng ký kênh và xem hết video, mình sẽ làm từ công đoạn mà tháo và cột thân tiêu như thế nào hết, bà con cứ tham khảo. Vì mỗi người trồng đều có một cái trường hợp riêng, có người trồng từ đầu là trụ sóng, còn có người trồng là trụ bê tông luôn. Vì cái đây là lúc đầu mình trồng một cây muồng á, vô tình mình mé muồng nó không có kỹ càng á, nó không được, mình không có chừa những cái đọt non á, nên vô tình là nó chết, nó xì mủ chết hết, nó chết, nên bây giờ phải thay thế trụ bê tông vào. Thì đôi lúc mình trồng trụ sóng nó cũng có cái lợi, mà trồng trụ bê tông nó cũng lợi, mỗi thứ đều một cái lợi. Nên cái này là trường hợp của mình á, mình hướng dẫn để cho bà con tham khảo và có những cái kinh nghiệm cao hơn khi mà mình sang từ cái trụ tiêu của mình, để bà con hiểu rõ là khi sau này nên trồng cái trụ sóng hay là trồng cái trụ bê tông hay trồng trụ gỗ, cái nào lợi hơn thì mình trồng. Nếu mà những người không có vốn ban đầu á, thì chúng ta nên trồng trụ sóng một thời gian. Nếu mà có vốn thì chúng ta trồng trực tiếp luôn trụ bê tông. Vì bất cứ cái trụ nào á, nó không có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng của nó hết. Nên qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh nha. Và có thể mình sẽ quay thêm một số clip về cây tiêu, canh dây, cây bơ, cây sầu riêng, vì những cái đó là những cây gắn liền với cuộc sống kinh tế ở vùng Tây Nguyên chúng ta. Và đối với vườn của mình thì mình cũng trồng những cây đó. Thì cái clip này bà con vui lòng xem hết clip và mình sang cây tiêu từ một cái cây trụ chết sang một cây trụ bê tông đó, còn cũng rất là tỉ mỉ và bình thường. Tiêu này thì mình mới trồng có 2 năm thôi, và sang năm bắt đầu thu bói rồi á, cũng đã đôn hết rồi, trụ rất là đẹp.